Rồi con hỏi. Thầy có biết thầy đúng không? Được mà con, thầy cho phép mà. Rồi con cứ lên đi, rồi để bên con lên đi. Rồi con hỏi đi con. Thầy có biết thầy dạy con á, một ngày tôi một giờ mình xuất nhà, tới một thứ. Rồi một giờ đi kinh hành tôi tới một thứ. Rồi một giờ mà tôi tới một thứ. Rồi tất cả mọi thầy cứ một thứ. Bây giờ thì lại con ngồi sau khi giờ chứ nó thực sự như vậy đi đứng đứng một thứ mà con cũng hỏi cái quay vô cái quay lên thân con được thì mình sẽ đứng ra. Đúng rồi, như vậy là con mà dù chưa dài nhưng mà con tu như vậy đúng rồi, con cứ tu đi con. Rồi thầy dạy thì nó lại đúng cách nữa thì cái này càng hay chứ không có gì đâu. Càng tu thì khi mà thầy dạy đến á, thì cái đúng đó thì mấy con cũng dễ biết, mà cái sai mấy con cũng dễ biết, cho nên mấy con dễ sửa. Còn khi mà mấy con chưa tu nói thì mấy con còn về phải tu tập rồi áp dụng vào thì nó còn tập tới được luôn. Chứ khi mấy con tu rồi thì khi mà thầy dạy thì mấy con thí dụ bây giờ chưa có dạy mấy con đi tu pháp tứ niệm xứ, nhưng mà có công đã tập cái cách thức mà quay vô trong khi ngồi đó, rồi bây giờ mấy con cũng tu, mấy con đi, mấy con cũng nhận xét qua cái trạng thái ở trên thân thọ tâm của mấy con thì đi nó cũng vậy, rồi mấy con đứng cũng vậy, mấy con tu được bốn bao nhiêu rồi thì do đó thì dạy mấy con nhanh lắm, mấy con dễ nhận rồi đó, cho nên mấy con tu thấy nó an trú được một cách rất là tuyệt vời. Các cái niệm khác chứ ngại pháp nó đến với tâm con, tâm đi đứng nằm ngồi các con đều có cách thức rất con đẩy lui bằng cái định vô lậu hết. Thì bắt đầu bây giờ coi như một cái người mà người ta nghe được cái lời nói người ta tu luôn bốn oai nghi thôi. Còn thầy sợ mấy con tu cái oai nghi này chưa xong, chưa có nhiếp tâm, chưa có nhìn được cái tâm của mình mà dọn tu cái cách thức đi đó, sợ nó lại. Còn bây giờ nếu mà được thì mấy con tu được làm tốt, không có gì đâu, nó được tu đi. Thầy thấy cái trình bày qua cái nói của con á thì con đã ngồi, con đã nhìn được bốn cái chỗ, cảm nhận được bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của con. Thì con đi thì con cá ráng giữ gìn được như vậy, rồi con ngồi cái tư thế khác còn hoặc con nghĩ con cũng thấy cái trạng thái cái tâm quy vô để mà quan sát bốn chỗ thì đó là con đã tu đúng rồi, không sai, không có sai. Thầy, đúng không? Không có sai đâu. Đó là đúng phương pháp. Không, chưa, bây giờ là con còn đang ở trên cái chỗ mà an tịnh tâm hành, tôi biết đưa tay ra an tịnh tâm hành thì con tu gì là đúng, không có sai đâu. Chừng nào mà tới khi mà thầy dạy con đưa tay ra mà đưa tay vô như thế này đó, mà để nương vào đó mà quay vô cái thứ này thứ đó, nó lại khác rồi. Con hiểu không? Rồi con cái hay nhất là mấy con á, khi mà nghe rồi mấy con về con tu là mấy con chiêm nghiệm lại những cái phương pháp tu để thấy nó thực tế như thế nào, để thấy nó đạt được kết quả như thế nào, để cái cách thức quan sát của mình rõ như thế nào thì mình thấy rõ rồi, thì bắt đầu đó mình cứ ở trong thất mình nỗ lực mình tu mau lắm, nó nhanh lắm mấy con. Mỗi niệm mỗi ác pháp đến mấy con cứ dùng cái tri kiến của mấy con quét ra và cái nhiếp tâm an trú mấy con quét cảm họ của mấy con thì nó sẽ hết rồi. Con trình này tăng hai trường hợp thì con tu tăng những thời có hai cái thay trường hợp nó có được xảy ra. Nó có thứ nhất là cái thời là con tu như vậy nhất thuộc nhất tâm an trú trong một phút đấy, thì trong được một phút thì con rất là tỉnh, con người trong một phút thì hoàn tất. Xong đến những thời ví dụ còn bốn phút còn lại thì con người đẩy lao thầy lao, nhưng mà sao con cứ toàn cái điều tu về định mua lậu tôi tán xét tư duy xong bắt đầu là thế để đứng con lận tâm nữa, mà lúc bây giờ thì sao rất là không không được thầy nhé. Thế con bảo là con nhà chỗ này là tu đang tu nhất tâm ăn chú không được, giờ này là con nhà tu phải là già thế thì dừng. Thế nhưng mà nó cứ thế là nó sát sao thôi, nên là thầy như thế này. Thì thấy nó sai là đúng rồi. Bây giờ con mới sánh, mới so sánh lại như thế này nè. Sau khi mà thả nghỉ 4 phút này, nó lại ở trên định vô lậu, nó tư duy, nó suy nghĩ. Có phải không? Rồi bắt đầu, được rồi. Vậy thì tới cái giờ mà tu cái phút kế thứ hai của nó, coi con nhiếp tâm an trú được không?
con vẫn ăn cứ vẫn bình thường mà rất là sáng hơn mặt trời. Thì vậy thì tốt rồi, thì mặc sức cho nó quán càng tốt. Vậy thì thay vì nghĩ mà nó lo nó làm việc nữa thì nó siêng năng quá thì phải ca ngợi tán thán nó chứ. Con phải làm bằng khen nó chứ sao lại con chê nó. Đúng rồi con, không có sao đâu. Con mặt trời nè, xong hết định buôn lậu rồi xong bắt đầu con lại sang quán tử vi. Thế tử vi làm sao rất thông, mà khi mà con xả ra cái giờ này giờ thứ hai á, thời thứ hai, còn thời thứ ba là con viết khác. Thế nhưng mà rất là sáng, khi xả ra mà đến xả đến lúc mà ví dụ 5 giờ nghỉ là vẫn cứ thấy mà thân tâm đang làm nó sáng, mà nó sáng rất là sáng. Không sáng rồi lắm, khi con sợ là con nhờ cái xe khác thì con không sai đâu con. Bởi vì thay vì nó không có bỏ cái thời gian, thay vì con nhiếp tâm ăn trú 1 phút phải không? Con nghỉ 4 phút phải không? Mà trong 4 phút này nó lại tu định vô lậu gì, nó ngồi tư duy từ cái tâm này đến cái tâm khác, nó hoàn toàn ở trong thiện pháp chứ đâu, mà nó ở trong chánh pháp nữa, đâu không sao đâu. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà con tu cái phút thứ hai, cái phút thứ nhất rồi, hết 4 phút rồi con trở lại con tu phút thứ hai, con nhiếp tâm cũng thấy an trú được là tốt chứ sao. Cho nên con tu vậy đó khỏi cần, bao nhiêu con không phí gì giờ. Con đại thầy là coi như tu rất là sáng, mà con thấy lúc bây giờ con tu định mới lậu con lại đập cơ, thế thì coi như là nó ta rất sáng còn được, hay là đây là tưởng thì con cứ mang hơi cái đúng rồi đặt của thầy thì nó thì thầy được rồi, con không phải tưởng đâu con. Bây giờ quán, bây giờ thí dụ như quán từ bi, nó khởi sự nó quán cái tâm từ của nó, mà nó quán coi sự coi nó thông suốt không, rồi bắt đầu hỏi như vậy, rồi bây giờ đó mình quán vậy là đủ chưa nè, để tới cái định vô lậu đó tao quát mày làm cái tâm từ đó cho mày nói gì cái hạnh từ bi của mày coi thứ mày nói có ra không, mà nó nói ra được là nó thông suốt, mà nó nói ra không được á thì nó chưa thông suốt. À, cho nên vì vậy mà những cái thời gian mà thay vì nghỉ thì con ngồi không, thì thay vì người ta để dụng cái sức đó để người ta tu tới cái phút thứ hai, còn con á thì bắt đầu con vận dụng cái sức của con lại tu cái định vô lậu, con triển khai cái tri kiến của con về sự hiểu biết. Nhưng khi mà con tu phút thứ hai nó vẫn tốt mà, thì như vậy rõ ràng là con có đủ lực để mà tu thành, không có sao đó, không có gì đâu. Con bà thầy nữa là có về từ thời thứ hai, nữa là coi như là thần thứ hai, chiếc thứ hai cũng là trong cái phần từ đầu thứ nhất là con nhất tâm linh chú rồi. Nhất tâm linh chú là trong đầu thứ nhất, trong đến giờ thứ hai là con tu là từ 1 phút ăn đúng nhất tâm linh chú 1 phút rồi 4 phút sau nghỉ. Tứ là coi như là giờ cuối cùng cái này, chúng mình thầy chứ là sao mà khi con có hôm thì con tu được coi như xong được thì xong được 30 phút đấy, thì con rất là tỉnh, mà con quán được thân tọa thân pháp trên tất cả 3 nơi 4 nơi này rất là tỉnh, là khi mà con niệm hỏi hoặc là có pháp ra bác đến ấy, thì con đuổi từng thứ một, khi mà nó không xuất hiện nhiều, không khởi nhiều. Khi mà có hôm thì nó đánh con rất là tới tấp, con bạch thầy khi bắt đầu là vào cái là hình như là nửa tiếng hết, thì khi con vào tu thì bắt đầu là thọ đến tới tấp, đến lại cái cứ thì hình như là chết mình chết lốt á. Thế con một tin những việc này con chưa vào cái đường nơi cái trường hợp là thọ đánh rồi có cân con là cứng đơ không nguỗi rồi. Thế con phải ngồi trên xà, con phải thả ra, bắt đầu con đứng con đi thiền niệm. Thế xong khi bắt đầu xong bắt đầu vào thì bắt đầu cứ hết các nọ các kia, con đi ra thiền niệm, con vào thấy an an một tí thì bắt đầu con sử dụng thì cũng như là ví dụ người đến tặng ấy. Thì con đi bên ngoài đi thì coi như thu dọn trên tường, vừa thu dọn trên tường xong là bắt đầu ăn chúng lại ngay như từ đầu đấy, thì khi nào tu thân niệm đấy thì bắt đầu lại tới tấp lại thì lại niệm khác lại khởi lên, bắt đầu lại thọ toàn thọ đánh cho con luôn. Thế con phải tẩy đánh liên tiếp, có hình như là trong một cái thời đó trong 30 phút đó con chẳng nhiếp ra chẳng quán một chút nào, lại đường tứ niệm xứ mà con toàn đi là dùng cái phương tiện để đánh nó như vậy. Thế thì con xin lại thầy. Thì cái đó là giặc mà sinh tử nó tấn công con, thì con phải sử dụng các pháp con đánh, chứ con ngồi không mà con quán đâu được. Cho nên vậy nó tới tấp thì đánh con cạn bắt cảm trọ, thì con phải dùng cái phương pháp con đẩy lui nữa. Thì tất cả đều là có những cái phương pháp đẩy lui hết, thì con áp dụng vô không có sao đâu. Mà nó tới tấp thì kệ nó, bây giờ là coi như cái mặt trận của mấy con là mặt trận đang chiến tranh, đang đấu đá, chứ chưa phải là mặt trận thanh bình. Cho nên nó vô bao nhiêu kệ nó không có lo, cứ miệt là cứ đánh dẹp thôi. Con kính như thầy, khi từ trước vào con nghĩ cái niệm thọ này đối với con thì nó không khó, chứ sao mà giờ mà nó lại dữ tợn với con. Thì bây giờ đã thầy nói mà, khi mà cái thân con sắp sửa thành tịnh thì nó phải đánh đủ đứa hết. Nói sao mà hồi đó không có, bây giờ tôi sẽ có. Thì có càng tốt chứ gì đâu, để cho mày thay đổi càng thanh tịnh càng tốt. Hồi nãy giờ thầy nói mấy con nghe, khi mình không tu thôi, mà tu giờ xong anh đổ nghiệp, trời ơi đau dữ vậy, không phải nó thay đổi thôi. Cầu cho nó thay đổi, nó đau nhiều chừng nào nó thay đổi tốt mấy chứ sao, nó mau thanh tịnh như vậy, để không nó bất tịnh nó cũng không.
có kính của thầy đấy thì cứ lớp như vậy, khi mà khi dụ cứ đánh như thế, khi nào nó mãn mãn thì lúc bây giờ mình mới ngồi được quán đấy thầy. Nó vậy đó, còn đâu thì coi như cứ giặt đến là mình cứ ở cứ giặt đến là đánh. Thế thì con không con cần. Con này thầy là hôm qua nó đêm buổi đêm đầu thì nó lại như vậy, con không thể tu được, con ở thế này chẳng quán chẳng tu được tí nào xíu nào, toàn người giặt chứ đâu có cần cái tu tứ niệm xứ nữa, mà đây bây giờ đánh giặt. Con nghĩ như vậy thì con nghĩ con cứ lại tiếc này, cứ lúc về tham pháp lại tiếc. Thế con bảo là con đi đến buổi sáng này, về khuya buổi sáng này thì con tu để cái là coi như là thấy nó con luôn á. Các con cứ nghĩ rằng bây giờ ngồi mà thanh thản được á là mới tu tứ niệm xứ, thì không phải. Chính trên tứ niệm xứ mà đấu đá nó là tứ niệm xứ. Bây giờ thọ nó đến là tôi đánh cho văng cái thọ này ra, mà không văng từ 1 giờ 2 giờ không văng, 3 giờ không văng, ngày nay không văng, ngày mai phải đi đến riết đến ngoài. Như vậy là con tu tứ niệm xứ đó, chứ đâu phải là đợi mới thanh thản mới tu tứ niệm xứ đâu. Con lại cứ nghĩ giờ là con chẳng tu được, chỉ được chẳng quán được, cái rồi trên đơn thoại một chút. Bởi vậy con mới làm đó, còn làm con cái đó hiểu làm. Con quay ra, vừa quay ra đánh xong rồi cận quay vào thu dọn trên trường, xong nó lại bắt đầu nó tiếp tục đánh nữa. Không cho thời, người ta đem nổ súng người ta đánh quá trời mà. Thế con nghĩ chứ con bảo hay là cái sổ đấy như thế nào, con nghĩ nó lúc bây giờ nó hình hơi có nản tâm, con này bảo không được nản tâm, phải vượt lên chứ không được ngồi này. Nên là nói, con cứ nghĩ rằng hồi từ hồi nãy tới giờ mày có tu tứ niệm xứ gì được đâu, ba cái thọ không à, chính con đang tu tứ niệm xứ là đuổi cái thọ đó, con hiểu không? Vậy là tu tứ niệm xứ chứ tu tứ niệm xứ gì? Thế sao con cứ như vậy, con cứ như vậy thôi, bởi vì nó ở trên cái thân của con, tâm con mà nó đánh đá thì cứ đánh hoài, đó là tu tứ niệm xứ chứ không phải. À bây giờ mấy con hiểu tứ niệm xứ rồi chứ, để không mấy con lúc bây giờ thọ mình dùng hơi thở an tịnh tân hành, tôi biết tôi vô ăn thở, nãy giờ tôi tu hơi thở không chứ tôi có tu tứ niệm xứ đâu. Chính tôi sử dụng đó, định niệm hơi thở mà tôi quét để mà tôi bảo vệ tứ niệm xứ đó. Con hả con? À con tu 30 phút để cho nó được có chất lượng cao con, chứ không có gì đâu con.